Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Long Cơ Thành Đình ạ. Đi trước cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Vâng, hôm nay là ngày 15 tháng 10, tiếp tục đến nổ máy 12 con để phục vụ các bác. Vâng, máy em báo trên từng mặt hàng, từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông và phát cước, giày đeo, tít, mở bui di và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Vâng, nổ máy hôm nay thì cũng rất rất đẹp nha các bác. Đến từ những thương hiệu như Maruyama, Robin, Echukyurit, Mitsubishi, Honda. Vâng, hai thì có, bốn thì có. Phân khúc CC từ 22cc cho tới 35cc. Đó, nhỏ có, vừa vừa có, to có Tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền Các bác có thể lựa chọn cho mình những con ưng ý nhất nha các bác Và bên có thể định chúng đã ngói ký câu ấy ạ Các bác nào thực sự tin tưởng thì hãng chốt đơn nha Tránh những cái trường hợp như mất thời gian của nhau quá Mất thời gian ca có quá, ca có em Chiều nay các bác, này các bác ạ Chốt không thích chốt trên uh, trên, nô, Thích quay con tương tự và một con Marujang mà em quay cho 2, 23cc lòng 32 ly Quay xong ở nhìn rõ Made in Japan dập nối. Quay xong thì rõ ràng nó lại bảo ừ tôi chỉ sợ hàng nhái thôi. Vâng, với bác nào chưa thực sự, sự tin tưởng ạ, à, xin đừng chốt đơn. Đó, xin đừng đặt hàng. Đó, cho đến lúc cửa hàng quay cho bao nhiêu con rồi xong bắt đầu lại bảo tôi chỉ sợ hàng nhái, mất công thời gian của các bác, mất thời gian của em ra nha các bác. Vâng, không mất thời gian đâu của các bác nữa. Điểm sơ sơ từ có một trước để các bác lựa chọn ạ. À. Vâng, hôm nay 4 thì thì góp mặt một em đến từ thương hiệu Honda GX35 nha một con máy lớn một con Honda GX25. Mitsubishi thì ngày nào cũng có Mitsubishi TL261, TL231, tùm rời, tùm niên đều có hết. Ông vua của phân khúc cỡ nhỏ Mitsubishi TL20, Echokirit 260, một dòng cao cấp nhất đến từ thương hiệu Echokirit. Đời cao, đời vừa vừa cũng có ạ, à. một con đời cao 26cc đến từ thương hiệu Echokirit. Vâng ngon bổ rẻ vừa túi tiền các bác có thể chọn còn quỳ 4 Robin 25cc lòng 34 ly giá chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng nha hoặc là Marujang này đó bác nào thích những con tùm rơi túi tiền phải chăng vừa phát cỏ vừa gắn máy xịt thuốc các bác chọn những cái thương hiệu như Marujang này nha hôm nay con Q2 và Q3 là Marujang 23 cc tùm rời hết cho các bác này. đẹp xuất sắc ạ à. vâng con đầu tiên bác nào thích yếu tố nhỏ gọn nhẹ nhàng có trợ lực túi tiền phải chăng làm công việc gia đình chọn Q1 nhà này nhà 1 triệu 100 đồng đến từ thương hiệu Marujang Vâng và trước khi review sẽ hướng dẫn sử dụng nha, cách sử dụng cách pha nhớt. Bước sáng ra hoặc nâu ngày không sử dụng nhấn nút bơm xăng. Tùy theo từng cái dòng nè, những cái dòng nè bên tay phải bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Một số ít bên tay, dòng tay bên tay trái như con số 2 và số 3 là chẳng hạn này. Đó bắt đầu khởi động lại, nằm ngược lại bên tay phải, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Còn một số dòng ne tay đỏ ấy, thì tí nữa đến hai con ne tay đỏ thì em sẽ hướng dẫn sau. Vâng đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc nông này không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ ạ, các bác không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng ne nữa, giật khẽ nhẹ cái nó nổ thôi ạ. khi các bác chốt đơn các bác nhớ cái mã của từng hôm nha Tối nào cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày Có hôm nay thì nhà có công có việc thì lên sớm hơn mọi khi một chút nha Còn tối nào cũng phát sóng ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ Còn hôm nay chắc là nó sớm hơn một tiếng đồng wow. hồ Lý do là nhà có công có việc Vâng và còn quy một ngày hôm nay giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama Vâng với con này thì nó có tên là Kanto Koshin đó là cái thương hiệu nhà phân phối mái nha Đây là một con đến từ thương hiệu Maruyama, phân khúc 22 cc lòng 31 đi. Vâng là lý do tại sao lại biết được là thương hiệu Maruyama mà cái tem của nó nó lại là Canto Cosin Đó, chắc chắn rồi. Để mà dân xiềng ra ấy ạ. Lốc máy có logo thương hiệu Maruyama này. Có dập nổi mấy đi Japan dập nổi ở trên cùng nha. Soi thì hơi khó nhìn thấy ạ. Đó, nó ở trên đỉnh trên cùng này. Đó, các bác có thể có thể kiểm tra nha. Đó, đây là. tận ở trên này, này. đó các nhìn thấy chưa đó mới đi ra bàn dập nổi vâng với phiên bản này bác nào thích một trong những con máy làm công việc gia đình nhỏ gọn nhẹ nhàng nhất có thể nhà chọn những thương hiệu như vậy đó là 22 cc lòng 31 đi đã nhỏ gọn rồi lại thêm bộ trục giật có trợ lực nữa chế ga ngang qua một đồ. chế một kim một dòng chế siêu tiết kiệm xăng nha các bác tôm liền tay gà giữ đó đầu bò lên cho các bác Vâng và con Q1 ngày hôm nay chỉ có giá 1 triệu 100 ngàn đồng Giá đã bao ship và là món phụ kiện kèm theo Vâng với con này em nói thật với các bác chị em hai ngón tay em khều lên nó, nó cũng nổ quả à? đó Có thể thấy ạ, khều nhẹ lên nó cũng nổ đây bác nào đặt cái yếu tố tiết kiệm xăng dễ lổ nhẹ nhàng hàng đầu và túi tiền chỉ 1 triệu 100 đồng chọn Q1 ngày hôm nay nha các bác Vâng sang tới con Q2 và Q3 giới thiệu cho các bác hai con đều đến từ thương hiệu Maruyang mà phân khúc 23 cc lòng 32 đi Vâng ở với những cái phiên bản như jc uh, 23 d hoặc là BK23 đó, nó là 23cc lòng 32 ly Và với những con đẹp như thế vậy Và có giá 1 triệu 450 000 đồng này là cái giá này em bán xả nha đối với Lâm Quyên Thành Thị thì nó cũng có đã có lợi nhuận rồi nhưng mà so với các kênh khác nó đã xả quá nhiều rồi sẽ xả, xả hơn tầm khoảng 2 đến 300 nghìn một con máy ra các bác ạ à. đó các bác không tin các bác có thể tham khảo những kênh khác trước khi đặt hàng như các bác Vân Quy 2 như em vừa giới thiệu đó là một con đến từ thương hiệu Maruyama JC23 23cc lòng 32 ly sử dụng chế ga ngang Wamoro chế một kim Tung rơi tung nhôm Bocon 260 tay gà giữ công tác luôn trên tay Chắc chắn rồi những cái thương hiệu Marujang mà Lốc máy có dập nổi, Made in Japan dập nổi nha Đó chiều nay em quay cho một bác cũng còn Marujang mà, như thế vậy Quay xong bác bảo chứ Tôi chỉ sợ hàng nhái chắc tôi không chốt đơn đâu Và ngay từ đầu rồi đã đã, đã, đã sợ bán mua trên mạng hàng nhái thì Đừng làm mất thời gian của các cửa hàng Mua ngay ở gần nhà ạ à. Có cái ông nào có gần nhà ấy. mua gần nhà đó và nói thật với các bác là để mà những ông khách đấy có chốt đơn là em cũng không chốt đâu ạ, à, tại vì kinh nghiệm của em cho thấy rất nhiều năm bán hàng trên online rồi. Những cái ông đó có gửi về ạ à, thì ông chê cái nọ, chê cái kia, xong chắc chắn là có một câu ờ ừ, bớt cho tôi 100 000 tôi mới lấy máy. Nói thật nói thật là những cái ông mà đã đã chưa tin tưởng rồi em cũng không không dám chốt đơn, không dám gửi hàng đâu ạ. À. Vâng, quý 2 ngày hôm nay giá chỉ 1 triệu 450 000 đồng nha các bác. nghe rất đa nha, với, với với như thương hiệu Maruyama thì đa phần nó là một trong những con đời cao, yếu tố ổn định tiết kiệm xăng nó thuộc hệ hàng đầu. đó là cái thứ nhất, cái thứ hai ạ, nó rất nhẹ nhàng nha nó bao giờ cùng phân khúc CC so với các hãng khác nó sẽ nhẹ hơn một chút xíu. đó, cái thứ ba đồ đạc thay là sau này các bác chẳng em khẳng định với các bác tầm khoảng 1 hai năm nữa rồi ạ, Maruyama này là một trong những thương hiệu nhiều đồ thay tháo nhất, đó nhiều đồ thay tháo nhất thì các bác cũng có thể xem các kênh khác ạ. Cần nhà cũng vậy, cửa hàng cũng vậy Đều có Maru mà hết Chắc chắn rồi Nhiều ông bán thì đồ thầy tháo buộc phải có thôi ạ Vâng, Q2 1 triệu 450 ngàn đồng Q3 cũng vậy nha 1 triệu 450 ngàn đồng Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau Và giá tiền cũng như nhau hết Cũng chế ga ngang qua một đồ chế một kim Cũng tung rời tung nhôm Một cồn 260, tay gà giữ Vâng, Q3 1 triệu 450 ngàn đồng ạ à. kỳ đã rồi nha các bác. Vâng, em xin nhắc lại một lần nữa, Q2 và Q3 đều đến từ thương hiệu Maruyama đều ở cái phân khúc 23 cc lòng 32 ly và đều có giá là 1 triệu 450 000 đồng Giá này đã bao gồm phí ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, sang tới con Q4 với bác nào thích một trong những con máy lòng 34 ly 25 cc, thiết kế nhỏ gọn như một con 23 cc ạ. À. Chọn con Q4 nha. Q4 là một con đến từ thương hiệu Robin nó có tên riêng là LB255 25cc lòng 34 ly và với phiên bản này thì nó đang sử dụng chế ga ngang chế qua một đồ chế một kim tung rơi tung nhôm một côn 260 và thể ạ cực kỳ đẹp luôn tại cả giữ đầu bo chắn cò đi hết cho các bác vâng chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng quỳ 4 ngày hôm nay một con đến từ thương hiệu Robin phân khúc 25cc lòng 34 ly thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nhẹ nhàng nha nên là bật nha các bác Vâng, Q4 giá chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng Vâng, sang tới con Q5 và Q6 đều đến từ thương hiệu Echocurit Và vâng, với phiên bản con số Q6 này thì nó là một con đời trung nha Và nó là một con như đầu video giới thiệu đây ạ à, Nó là một con đời phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu Echocurit còn con số Q5 là một con đời cao đến từ thương hiệu Etrotiorit. Ờ vâng, mặc dù con Q5 ấy ạ, nó sẽ đẹp nhìn các bác có thể thấy ạ. Nó sẽ đẹp hơn cả cái con con số Q6 này nha. Nhưng mà Q6 nó đắt tiền hơn ạ, giá 2 triệu. Con này thì có 1 triệu 650 ngàn đồng thôi. Đó, nói chung là tùy theo mục đích công việc với Phạm Bác nào thích một trong những phân khúc cỡ trung bình. 26cc lòng 34 ly. Một con phát cước nha, chuyên phát cước. ở cái công việc gia đình, chọn Q5. Đó, cày gã hơn thì chọn Q6. Vâng, con số Q5 giới thì cho các bác một con đến từ thương hiệu Echokirit Tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác Sử dụng chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, chế dòng Echokirit sản xuất tung liền, tum nhung Vâng, Echokirit SRE2655G 26cc lòng 34 ly Sử dụng bộ tay gà giữ công tác luôn nhân tay Đầu bò ngực chống quân cỏ, đầu bò rin cho các bác Vâng, chỉ 1 triệu 650 ngàn đồng Quỳ 5 ngày hôm nay Echocodit phân khúc 26cc lòng 34 ly nha các bác Có trợ lực bằng lò xo ạ à? Q5 giá chỉ 1 triệu 650 000 đồng ạ. Bước sang tới con Q6 như em vừa giới thiệu đấy ạ. Bác nào thích một trong những con công suất 26 cc lòng 30 34 ly đến từ thương hiệu Etrupidit. Đây là phiên bản cao cấp nhất nha. Có cái gì xịn sò nó vào phiên bản này. Mặc dù cái con này nó không đẹp bằng con Q5 nhưng mà nó đắt tiền hơn mấy trăm nghìn nha. Đó xịn sò hơn ở cái gì ạ? Trục giật trợ lực bằng con đớn này. Chế ga ngang qua đồ 2 kim chỉnh này. Chế qua đồ này ạ, nó y chang những con Mitsubishi đời TL này chế Wamoro không phải là cứ công ty nào nó sản xuất nguyên tất 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 tần tật tật đâu ạ. À. Đó chế Wamoro là một thương hiệu chế cực kỳ nổi tiếng, siêu tiết kiệm răng nha các bác và gần như là thương hiệu là tất cả các thương hiệu đều có sử dụng chế Wamoro, một công ty sản xuất chế nói chung là nó cũng nổi tiếng ở trên thế giới rồi đấy ạ. À. Và với phiên bản này thì đang sử dụng bố tum liền, tum nhôm. Và vâng, với phiên bản này thì nó có tên riêng là fre 260R 26 cc lòng tư ly với phiên bản tay gà giữ công tác của nhân tay đồng hồ chắn cỏ đi hết cho các bác vâng với phiên bản này em nó sẽ có giá là 2 triệu nha vâng chỉ 2 triệu quỳ 6 ngày hôm nay Echukurit phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ à? 6, giá 2 triệu nha Vâng để cá nhân em so sánh một con mươi 26cc so với lại một con Mitsubishi TL26 Thì con này ạ à, nếu mà để mà độ bền hoặc độ chuẩn của nó nó còn hơn TL nha Nhưng mà TL26 nó có giá 2 triệu 300 ngàn đồng cơ nó đắt hơn 300 ngàn đồng Nó đắt hơn không phải là vì chất lượng máy đâu ạ à, Nó đắt hơn vì cái tên thương hiệu Mitsubishi đó, còn Etukuris thì chỉ có một số gọi là địa phương ở Việt Nam mình thôi Khu vực miền Trung là các bác hay sử dụng Echokurit Còn là Tây Nguyên chúng em cũng vậy đó còn Mitsubishi thì nó nhiều nhiều nơi sử dụng hơn. Đó nghe chữ Mitsubishi tên thương hiệu thì nó nghe nó sướng hơn. Vâng con số Q6 giá 2 triệu như các bác. Vâng từ Q7 cho đến Q10 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TL nha. TL20, TL231 Tùm Liên. À, tù, TL231 Tùm Rơi, TL261. Vâng, Q7 là một con Mitsubishi TL20, 20cc lòng 30 ml Đây là vua của phân khúc cỡ nhỏ nhạ, xịn giò nhất, đắt tiền nhất đấy ạ. À. Vâng, với phiên bản này thì đang sử dụng chế ga ngang Wamoro, chế một kim và tất cả những cái thương hiệu Mitsubishi đời TL. Động máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi như các bác. Và đặc biệt hơn phiên bản này đang sử dụng bố tum rơi, bố côn 260, những dòng tung thông dụng đấy ạ. À. Tay gà giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng và con Q7 này hôm nay giá chỉ 1 triệu 400 ngàn đồng. 1 triệu 400 ngàn đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL20. Phân khúc 20cc lòng 30 ly ạ. số Q7 giá 1 triệu 400 ngàn đồng nha các bác Bước sang tới con Q8 và Q9 Đây là hai phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu Mitsubishi Ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly nha các bác Với con Q8 ấy ạ à, Nó chỉ có 1 triệu 700 ngàn đồng thôi Còn con Q9 giá nó 2 triệu cơ ạ à. Để mà cá nhân em ạ Em khẳng định với các bác hai con này chất lượng như nhau Máy móc thiết kế như nhau nha Nhưng mà vì cái con này thứ nhất là nó màu đỏ Thứ hai nó là tôm rơi nên nó đắt hơn tiền hơn vậy thôi còn để mà sử dụng trong mục đích phát cỏ thôi ạ à, không nhất thiết phải cứ con tôm liền hay tôm rời đâu ạ à. đó quan trọng con nào mình thích vừa túi tiền vừa công suất vừa cái mục đích công việc của mình là mình chốt thôi vâng với con Q8 nó là một con Mitsubishi TL231 phân khúc 23 cc lòng 32 ly với phiên bản trợ lực bằng cái van xả cái đầu lòng này khi các bác muốn giật nhẹ lúc sáng ra hoặc nông ngày không sử dụng ấn cái này vào này đó sử dụng chế le tay đỏ chế hai kim chỉnh chế Wamoro với những cái dòng le tay đỏ bắt đầu khởi động bơm xăng rồi gạt cái len lên khi nào nổ rồi ạ à, ga lên tự khắc cái le đỏ nó bật lại nha đó tự khắc nó bật lại đó tần thợ chúng em gọi là le đỏ tự động vâng với tình trạng của em nó thì cũng nhìn nguyên bản hết cho các bác sử dụng bố tum liên tay gà giữ đầu bo chắn cò đi hết cho các bác vâng quỳ 8 ngày hôm nay chỉ có giá 1 triệu 700 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL231 phân khúc 23cc lòng 32 lì có thể nghe máy thì em của nó đã cực kỳ vút luôn đó, khét nền, nền tiền nào phải đó nha Mitsubishi cũng bao giờ cũng là một những trong những cái thương hiệu đắt tiền hơn những cái thương hiệu khác một chút xíu vâng Q8 chỉ 1 triệu 700 ở đâu vâng sắp tới con Q9 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231 nữa phân khúc 23 cc lòng 32 ly màu đỏ thì lên video bao giờ cũng đẹp hơn rồi với phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ chế hai kim trình chắc chắn rồi Độc mái tất cả những con Mitsubishi đời thế là đều có dập nổi, in Japan dập nổi Vâng, với phiên bản này thì đang sử dụng bộ tùm rơi, tùm nhôm bộ côn 260 tay gà giữ, đầu bò cho các bác Vâng, Q9 ngày hôm nay giá 2 triệu nha Vâng, với những con phân khúc 23cc lòng 312 ly. Đây là một trong những phiên bản đắt tiền nhất, xịn sò nhất rồi nha các bác Vâng, Q9 giá 2 triệu ạ à. hai một lần nữa Q9 giá 2 triệu cho thương hiệu Mitsubishi TL231 phiên bản trục giật trợ lực le tay đỏ ạ. Vâng nhìn hơn một chút công suất nữa các bác th hỏi có thể chọn con Q10. Và với những thương hiệu Mitsubishi TL261 đó, 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 đó là tôi nói hoàn cũng một trong những phiên bản cũng là phân khúc 26cc lòng 33 ly cũng đắt tiền nhất nha. Vâng với phiên bản này TL2 số 1 nó cũng rất nhiều phiên bản. Đây là phiên bản đầu. Mitsubishi TL261 với phiên bản chế ga ngang Wandero hai kim chỉnh Tung rời tung nhôm bộ cồn 260 Tay gà giữ công tác luôn trên tay Đầu bò cho các bác Vâng, chỉ 2 triệu 450 ngàn đồng Quỳ 10 ngày hôm nay Đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 Phân khúc 26 cc lòng 34 ly Chắc chắn rồi, độc máy có dập nổi Made in Japan dập nổi Và đây cũng là một trong những cái thương hiệu Rất nhiều bác đặt mua bên cơ thành định Khi các bác chốt chậm trước của con này này đó, khi các bác có sử dụng Zalo liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo cho một tin nhắn muốn mua TL261 hoặc là chụp cái hình ảnh của nó lại tôi muốn mua con tương tự như thế vậy. Đó là khi các bác chốt chậm chốt hụt nha các bác. Vâng, Q10 giá 2.450.000 đồng ạ. À. 2 triệu 450 000 đồng nha các bác Vâng từ quy 1 cho đến Q10 đều là dòng 2 thì Và đó là hai thì thì xăng phải pha nhớt Và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1 trên 20 1 đi nhớt là 20 đi xăng Đó là những cái dòng nhớt thông thường Nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn Thì các bác pha tỷ lệ cao hơn 30 đến 40 trên 1 bên lâm có thể định thì ngày nào cũng có những cái thương hiệu 4 thì để phục các bác Khi các bác nào mà không thích ở những cái dòng hai thì coi như dòng hai thì phải phá sang nhất nó phức tạp thì các bác có thể chọn bốn thì Vâng, ừ, trên thị trường thì những dòng mặt hàng muốn thì bên Nhật Bãi thì nó có 3 thương hiệu chính đó là Robin, đó là Makita và là Honda. Nhưng mà những thương hiệu Honda này thì nó cao cấp hơn cả, nhà đắt tiền hơn cả. Và bên ông Kinh Thị nói giấc này, nói thật với các bác, nếu mà đã hàng về em chỉ bán Honda thôi. Còn trừ khi nào Honda nó cháy hàng thì em mới chuyển sang Robin hoặc là Makita thôi ạ. Vâng, hôm nay thì giới thiệu cho các bác hai con đều đến thương hiệu Honda, một con công suất cỡ trung bình. Một con công suất cỡ lớn nha Vâng với con Q11 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Honda GX25 Made in Japan sản xuất 25cc lòng 35 đi Tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác Với phiên bản bố tum rơi Tum nhôm bộ côn 260 Sử dụng tay gà bóp hệ xịn giò cho các bác Công tác luôn trên tay Đầu bò rin cho các bác Vâng Q11 ngày hôm nay sẽ có giá 2 triệu 800 ngàn đồng nha 2 triệu 800 ngàn đồng Cho thương hiệu Honda GX25 ở à, một con bốn thì nha, xăng trắng đổ đây, chạy như xe máy mà nha. Đó xăng trắng đổ đây, nhớ đổ đây. Và với những cái thương hiệu này nhớ các bác để ý này. Đó khi làm ở cái tần suất nhiều ngày 7 8 tiếng thì thường xuyên kiểm tra nhớt nha. Đó như cái đó để cân máy như thế này này. Đó là nó vừa bằng mét không tràn ra ngoài là ok. Và khi các bác sử dụng trong mục đích công việc gia đình mà các bác phát ít nữa thật với các bác giống như đi xe máy thôi. Ví dụ các bác đi tầm 3 2 300 cây số liên tù tỉ ạ à, thì các bác phải thường xuyên châm nhớt nó đóng máy. Đó, phải kiểm tra nhớt, thiếu thì châm. Đó, còn các bác sử dụng như xe máy mà đi cứ tầm 15 20 30 cây số à, ạ, nó thật được các bác. Nó chưa kịp nóng máy mà các bác đã nghỉ rồi ạ. À. Có khi cả 6 tháng các bác kiểm tra một lần cũng được. Đó, đó là những nguyên lý hoạt động của nó nha các bác. Vâng, Q11 giá 2 triệu 800 000 đồng ạ. rồi nổ nó không không được có khói nha có khói là nó có vấn đề rồi và đó là cái thứ nhất cái thứ hai là tiếng máy của nó rất êm thứ ba tất cả những cái thương hiệu bốn thì không cần nhất thiết phải trợ lực giật con nào cũng nhẹ rồi nha các bác vâng quy 11 giá 2 triệu 800 ngàn đồng Bước sang tới con Q12 đến từ thương hiệu Honda một con 4 thì nữa Honda GX35 một con máy lớn nha và với những thương hiệu uh, máy hàng máy Nhật bãi đến từ thương hiệu Honda GX35 là công suất lớn nhất rồi nha. Còn để mà các bọn Trung Quốc nó sử dụng nó nó, nó sản xuất ạ, à, nó có GX50 nữa cơ ạ, à, 50cc cơ. Nhưng mà đối với hàng Nhật nó 35 là nó hết cỡ rồi. Và với những con một một con máy Nhật cũ, bản nhật bãi Nhật cũ giá 3 triệu 500 ngàn đồng này thì cũng có một số bác kêu ờ sao đáp thế? Chẳng qua là bác các bác chưa biết về cái thương hiệu Nhật bãi thôi ạ. À. Tại vì trên thị trường ấy à, người ta nói hàng Thái này, hàng Nhật này, nó bán tràn lan trên thị trường này Honda GX25 và GX35 này này. Hàng nhái rất rất nhiều nha mới đét triệu 6 triệu 7 đầy không thiếu gì trộn bán đâu ạ à. Và với những cái thương hiệu Honda GX35 này ở về Việt Nam nó rất ít rất hiếm nha Và đa phần này em chém đắt phép đắt những cái thương hiệu này nha các bác và Với những cái thương hiệu hàng mặt hàng chính hãng của Honda GX35 Thì nó sẽ dập nổi chữ Honda GX35 dập nổi Còn Honda GX25 thì nó sẽ dập nổi Honda GX25 nha các bác Vâng với con Q12 này, tình trạng của em nó thì rin nguyên bản 100% cho các bác nhá. Đang sử dụng bố tum rời, tum nhôm, bố côn 330, tum lớn, côn lớn. Ống cần của nó thông số là phi 26, ti của nó đặc trưng của Honda nó là ti vuông nha các bác. Vâng với phiên bản này thì cũng đang sử dụng tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác công tác luôn nhân tay. Đầu bò chắn cỏ rin hết cho các bác, đầu bò ngược chống cỏ quá xịn sò nha. Không có một cái điểm nô no gì cho con máy này và với những cái thương hiệu hàng phát chuyên nghiệp máy lớn đây cũng là một trong những con xuất sắc nhất tại động cơ thành định rồi đây ạ à. Với con số q 12 ngày hôm nay sẽ có giá 3 triệu 550 000 đồng nha 3 triệu 550 000 đồng cho thương hiệu Honda GX35 35cc lòng 39 đi như các bác Honda gx 35 một con công suất cỡ lớn Các bác có thể nghe tiếng máy, tiếng găng ti của nó nha Êm như tiếng chó thở vậy ạ Vâng, em xin nhắc lại một lần nữa Q12 giá 3 triệu 550 ngàn đồng ạ Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 12 con Em xin nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng, từng cây máy Nó đã có phụ kiện kèm theo Và đã bao ship toàn quốc cho các bác cho dù các bác tất cả các bác ở có địa ở địa phương nào ở tỉnh nào trong lãnh thổ Việt Nam em đều bao ship hết nha, ship đến tận nhà cho các bác. Vâng và bác nào chưa thích con nào này chưa chọn được hoặc là chốt chậm chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua hoặc là chưa ưng ý những cái thương hiệu mình cần mua thì các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày hoặc là gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 tám để tư vấn và đặt hàng nha các bác bây vâng, giờ sẽ kết thúc video tại đây xin chào toàn thể bà con cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ à.